rồi, xin kính chào quý vị. Hải cô Minh đang có mặt trên đường Cộng Hòa, mình hướng về Lăng Cha Cả, phi trường Tân Sơn Nhất nè. Bây giờ là tối ngày 21/4/2017. Trời Sài Gòn hôm nay ít mây. Bây giờ nhiệt độ khoảng 27 độ C quý vị. Cầu vượt Lăng Cha Cả vậy. Đây nhìn phía dưới đường đó. Đường Tân Sơn Nhất để vậy. Quẹo qua đây là đường Phổ Quang. Hướng về công viên gia đình về Gò Vấp nè quý vị.
hồng hà đó vậy. Chuẩn bị đến công viên Gia Định nè. Trái này đang có hội chợ làng nghề Việt Nam. Trưng bày bán đồ gỗ, bàn ghế trang trí nội thất bằng gỗ. Công viên Gia Định hả gì? Bên phải là đường Nguyễn Kiệm nè. Qua đây là đường Phạm Văn Đồng. Ok, thank you, see you quý vị nha.